Chiều nay, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Trần Đình Hồng đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22 tại trường chính trị thành phố. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan. Đoàn đã kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan, khẩn thiết tại hội trường trường chính trị thành phố, nơi chuẩn bị diễn ra đại hội và các khu vực tiền sảnh, lối vào, phòng họp, các tổ đại biểu cũng như một số khu vực xung quanh hội trường chính. Để phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, những ngày này, các sở ngành, đơn vị thi công, vận hành tổ chức đại hội đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo nội dung, hình thức, chất lượng và phát huy hiệu quả. Công tác tuyên truyền tập trung vào những thành tựu của Đảng bộ và chính quyền thành phố, những hình ảnh về phong trào thi đua yêu nước, chào mừng đại hội, các phần việc, công trình thiết thực trên địa bàn. Thành phố cũng đã trưng bày một số pano ảnh khổ lớn tại nơi diễn ra đại hội, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều hạng mục trang trí từ cổng vào cho tới sảnh chính đại hội. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện tuyên truyền khẩn thiết phục vụ đại hội của các đơn vị, đồng thời góp ý thêm một số vấn đề về bố cục trang trí, phòng, khẩu hiệu tuyên truyền tại hội trường và các khu vực xung quanh địa điểm diễn ra đại hội.